Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà tại vị trí là phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái dự án nhà này thì ở đây thì có tổng là 12 căn, đã bán 11 căn và còn duy nhất một căn mọi người ạ. Còn cái căn duy nhất này và là ở phía trong cùng với cái thông số nhà là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Giá chào bán căn nhà này là 3.180.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì đây là căn cuối cùng đấy mọi người ạ. Thì ở đây có là mấy xe của nhà hàng xóm đang để ở bên này, cho nên là nó hơi, đằng trước nó hơi bị chật một tí. Còn cái phần hoàn thiện của căn nhà này thì cơ bản đã hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Đó, ưu điểm lớn nhất của cái căn cuối cùng, căn cuối ngõ này là xe cộ để mọi thứ trước nhà nó rất là thoải mái mọi người ạ. Và với cái thông số nhà này 30m², mặt tiền 3m, chiều sâu 10m, thiết kế và xây dựng 5 tầng, hướng nhà đông bắc. Và như sau, mời mọi người theo em vào cụ thể cái tầng căn nhà. Tầng 1 của ngôi nhà đây, như thực tế căn nhà này xách vali về và ở ngay, hoàn thiện xong xuôi chỉ việc dọn đồ về và ở. Với cái căn nhà này quý vị chi trả trước dung ánh khoảng tầm 1,4 cho tới 1,5 tỷ đồng tiền mặt, thì còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Với cái phần hoàn thiện là gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Phần hoàn thiện phòng khách đây, như quý vị nhìn thực tế giúp em. Đây là cái phần để tivi này. Đó. Và ở cái phần phòng khách này thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic rồi. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ. Dự án 12 căn và đã bán 11 căn, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm và tin tưởng về cái tính pháp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Và về ở thì là có hàng xóm luôn rồi, rất là vui mọi người ạ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp xong tinh tươm. Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người, từ vị trí cái căn nhà này mà đi ra tới trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 300m thôi, đi lại cực kỳ thuận tiện. Nếu mà từ cái căn nhà này mà ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn thì nó chỉ khoảng tầm 500m, đi lên tới cầu Trắng Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 2km thôi. Giao thông đi lại nói tóm lại là khá là ok. Mọi người có đi làm ở khu vực quận Hà Đông hoặc từ cái căn nhà này mà đi lên tới Hoài Đức cũng rất là ok nha. Tiếp theo, mời mọi người theo em vào vị trí phòng bếp của ngôi nhà, hoàn thiện xong xuôi chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Với cái phần phòng bếp thì là thiết kế toàn bộ là tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt. Với cái chất liệu này thì nó có độ bền của nó khoảng tầm từ 7 đến 10 năm mọi người ạ. Mặt xung quanh bếp thì được ốp toàn bộ là kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá trắng granite mọi người ơi. Phụ kiện bếp đi kèm toàn bộ là chất liệu inox 304, dày dặn chắc chắn. Đây, chậu rửa, vòi rửa thiết kế đầy đủ. Nước điện lắp đặt sẵn rồi, nước sạch sông Đà, điện lực Hà Nội. Pháp lý chuẩn chỉnh rõ ràng, giấy phép xây dựng 5 tầng đẹp đẽ. Phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một cái phòng vệ sinh nho nhỏ đáp ứng cho quý vị được. Về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà đây mọi người này. Toàn bộ thiết kế là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá toàn bộ đây. Phía ngăn cách giữa cái phòng khách vào đây, ở dưới phía cầu thang thì có một cái vách lam gỗ CNC ở đây mọi người nha. Đó. Căn nhà này hướng đông bắc cho nên cũng rất là mát. 12 căn đã bán 11, chỉ còn duy nhất một căn và còn một căn cuối cùng mọi người ạ. Đi lại giao thông như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Và tầng 1 review cũng rất là cụ thể rồi, thì những tầng còn lại 2, 3, 4, 5 thiết kế ra sao, mời mới theo em lên trên phía tầng trên nha. Với tầng 2 của ngôi nhà thì vừa bước chân lên trên phía cầu thang, ở đây có một cái cửa sổ rất là thoáng đây mọi người nha. Uầy, mở ra cái mát luôn được. Và với tầng 2 thiết kế ra sao, một cái phòng ngủ rất là rộng đây ạ. Một cái phòng ngủ rất là rộng. Với căn nhà này thì chủ nhà lắp cho mình điều hòa, rèm cửa, bình nóng lạnh. Căn nhà này tuy là căn cuối cùng, tuy nhiên mọi người nhìn giúp em, ở trong căn phòng này cửa sổ hai mặt thoáng. Đây, trước và bên cạnh. Đấy. Với cái mặt tiền của nó 3m và chiều sâu là 10m thì cảm giác cái mặt tiền nó hơi nhỏ, bù lại được cái chiều dài thì mọi người có thể nhìn ở đây. Một cái phòng rất là rộng nhá. Đó. Với cái căn phòng ngủ này thì thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó. Phòng hẳn những ba cái cửa sổ mọi người ạ, mở ra thoáng vô cùng luôn. Và cái phòng vệ sinh ở phía bên trong đây. Phía bên trong tầng 2 đây mọi người này. Và ở đây thì chủ nhà lắp cho mình một cái chiếc bình nóng mạnh này,
đồng thời với cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh cũng như là bồn cầu và lavabo đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và cửa thông phòng đây. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ quý vị nha. Đó. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà. Quý vị ơi, với tầng 2, 3, 4 thì giống hệt nhau, mỗi một tầng thiết kế gồm 2 phòng ngủ. Mỗi một tầng thiết kế gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Như vậy, Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 4 mọi người ạ. Bởi vì tầng 3 nó giống rồi thì nói gì quay tầng 2, tầng 4 thôi, giống hệt nhau luôn. Đó. Phòng ngủ thông thoáng, rèm cửa này. Từ vị trí này mà đi ra tới ghế đường Lê Trọng Tấn thì nó quá là gần, xung quanh ngập tràn tiện ích. Chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2, dương nội. Đi lại thuận tiện vô cùng. Đi lên tới trung tâm Hà Đông cũng gần, mà mọi người có đi làm cái khu vực Mạn Hoài Đức cũng rất là ok. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 4 đây ạ. 3 phòng ngủ rộng, 4 phòng vệ sinh. Wow, thiết kế cho quý vị đáp ứng đầy đủ công năng. Giá bán 3 tỷ 180 triệu đồng. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì cố gắng đừng kéo đi nhá, để có thể tham khảo từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 để có thể xem cụ thể đường giá hướng nhà như thế nào. Bởi vì có một số khách hàng của em nói rằng là xem từ đầu đến cuối không biết giá bao nhiêu. Mọi người bị nhầm rồi, bởi vì tất cả các video Ngọc Ánh không giấu giá, không báo xx, không mập mờ, giá rất là công khai. Quý vị cảm thấy ưng ý với cái tầm tài chính, ưng ý với căn nhà mọi người mới đi xem cơ mà, đúng không ạ? Mời mọi người lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau. Bước ở trên phía tầng 5 ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây, cửa sổ thông thoáng ở phía bên hông này. Tiếp theo, tầng 5 của ngôi nhà thiết kế, đây là cái khu vực để máy giặt. Đây ạ, vòi cấp nước này, sàn thoát nước này, ổ điện này. Đây là phần phòng thờ. Đây ạ, đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Và tiếp theo cũng là phần còn lại, đó chính là phần sân phơi. Đây, mời quý vị ngắm nghía cái phần sân phơi cùng em. Từ vị trí cái căn nhà này nhá, nhìn được cái chung cư The Bright Hải Phát này, Golden Shoe này. Đó, nhìn được rất là nhiều chung cư. Ở đây còn nhìn được cả khu đô thị Galaxymco nữa mọi người ạ. Và mọi người ơi, mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video cô của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video sau.